Để sớm thu hút nhà đầu tư thứ cấp, chủ đầu tư khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ đã và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, 2, 3 của dự án, công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ tiếp tục triển khai giai đoạn 4, 5 của dự án. Với diện tích gần 100 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp của các xã Tân Lập Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ, đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đơn vị chủ đầu tư đang tập trung san lấp mặt bằng, phấn đấu hoàn thiện hạ tầng trong năm 2024. Khu công nghiệp Vigrasera Yên Mỹ có tổng diện tích trên 280 ha, vốn đầu tư trên 2.300 tỷ đồng, hiện đã thu hút được gần 40 doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh đến từ các nước Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, với các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm quang học, sản xuất linh kiện phụ tùng mô tô, ô tô, máy móc liên quan. Cùng với việc tập trung hoàn thiện hạ tầng, chủ đầu tư cũng đã tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư như xây dựng khu công nghiệp xanh sử dụng nguồn năng lượng sạch áp dụng hệ thống quản lý thông minh để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư vào địa bàn